Kính mời quý vị dâng ngày cho Chúa qua 5 phút suy niệm và cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Được biên tập bởi Truyền thông Ngôi Lời Việt Nam. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện Chúa Thánh Thần ngự xuống lòng con, đổ tràn thần khí sáng soi lòng trí, đốt lên trong lòng đưa tin thay đổi bên em. Nguyện Chúa Thánh Thần phủ bóng trần gian, xin Ngài ngự đến, khát mong Ngài đến thêm sức thi ân tràn xuống chúng con bởi ơn Chúa. Tình yêu mưa xuống hồng ân cho người kêu khấn, người đói khổ thay. Ngày 13, mỗi người có những đặc sủng riêng. Chúng ta biết rằng Chúa Thánh Thần tuôn đổ các đặc sủng của Ngài khắp mọi nơi. Thánh Phaolô nói với chúng ta một số những đặc sủng trong thư thứ nhất gửi Côrintô. Nhưng đó không phải là những đặc sủng duy nhất. Có hàng ngàn đặc sủng khác nhau. Chắc chắn rằng cuộc sống của bạn cũng có những đặc sủng này. Một đặc sủng là một khả năng mà Chúa Thánh Thần chúc phúc và sử dụng để bạn làm điều tốt đẹp cho những người khác. Không chỉ có đặc sủng làm những phép lạ, cũng có đặc sủng làm một món ăn ngon để cho mọi người thưởng thức. Đó là món quà của Chúa Thánh Thần. Không chỉ có đặc sủng lãnh đạo, cũng có đặc sủng của sự cảm thông hoặc khả năng nói những lời dịu dàng với người khác. Không chỉ có đặc sủng giảng dạy, cũng có đặc sủng ca hát, thu hút, sắp xếp nhà cửa, đầu tư tiền bạc. Tất cả chúng ta có những khả năng mà Chúa Thánh Thần muốn sử dụng để giúp đỡ người khác sống tốt hơn. Hãy khám phá ra chúng, quý trọng chúng và tận dụng chúng. Đẹp thay khi thấy mình hữu ích, đặc biệt là khi một người chấp nhận là một khí cụ của Chúa Thánh Thần. Trở về với Chúa nguồn mến thương.